Anh em, hôm nay với số vốn mình đang có là 80. Đây là một số vốn khá là to anh em ơi. Mình hôm nay mình chơi con game lựa chọn mình chơi đó là Cú Fan Cô Bé. Đây là một con game mình thấy rất rất nhiều em quan tâm và chơi hiện nay. Mặc dù trước đó mình thấy khá nhiều em bị bịp trường hợp đó là các bạn đánh ấy. Các bạn đánh sóc đĩa các bạn bị bịp ấy các bạn. Thì chơi gì như vậy thôi anh em. Anh em chơi livestream hay chơi gì như vậy nó có thể bịp cả thôi anh em ạ. Cho nên anh em đánh với số vốn là vừa phải thôi, đừng đánh số vốn to quá là được. Và đương nhiên anh em đánh ấy phải xác định những cái cầu nó hay về, ví dụ mình đánh sóc đĩa những cái cầu này hay về anh em này, cầu 1-1 này là chặn lẽ hay là cầu 2-2 chặn chặn lẽ lẽ hoặc là ngược lại lẽ lẽ chặn chặn anh em ơi, hay là cầu 3-3 hay là cầu 2-1-2-1 hay cầu chuỗi, mình thấy cầu nào đẹp thì mình chơi, cầu nào xấu thì thôi mình sẽ ngừng 1-2 ván. Và đương nhiên khi chơi đừng có tham lam ăn to nha anh em, ấy cứ nói là ăn vừa phải mỗi ngày thôi, ví dụ anh em có thể ăn 50% 20% số vốn anh em nạp vào ngày hôm đó. Nhưng mà đặc biệt cái điều đó anh em đánh đừng có bao giờ đánh cấp thép. Và đừng có bao giờ đánh theo kiểu là cố gắng muốn gỡ. Càng thua anh em đừng có càng cố gắng muốn gỡ nha. Càng thua là anh em phải càng giữ bình tĩnh nha anh em ơi. Càng thua là càng giữ bình tĩnh nha. Như ván này cầu chuỗi ta lẽ về một dãy ta. Khó thế. Mới ván đầu mình tưởng cầu 2-1-2-1 đẹp rồi. Ai ngờ không phải anh em ạ. À. Thôi mình đánh cầu chuỗi đi. Cầu chuỗi đi anh em ơi, không vội đâu. Bởi vội khi đôi khi nó còn một cái nịt thì sao, đúng không? Cuộc chơi mà. Trời ơi, toang thế ta. Khá là nhiều anh em gặp trường hợp này đúng không? Đó là anh em hai lần lên tiếng lại không trúng, anh em muốn lần thứ ba đánh, anh em muốn đánh một mê hay là vài mê luôn đúng không? Bởi vì anh em kỳ vọng là ván này thắng. Nhưng mà em đâu biết trường hợp ngược lại lỡ may nó thua thì sao, anh em ra đạo càng xa. Tốt nhất những lúc xui như vậy nên nghỉ một vài ván đi. Đừng có cố gắng đánh tiếp. Hầu như anh em khi vào chơi anh em không giữ được bình tĩnh như vậy đâu. Anh em thường càng thua là anh em càng đánh à. Cho nên là thường anh em gặp vài trường hợp đó là các bạn gặp trường hợp gì không? Ra đảo xa hơn thôi. Game này ai chẳng muốn ăn nói anh em. Nhưng mà để ăn nó khó không khó chứ. Mỗi ngày mình chỉ ăn 2 mê thôi mà khó. Có thể ăn 3 mê, 4 mê đó tùy. Nhưng mà mình thì mình chỉ cần 8 mê, mình lên 10 mê mình nghĩ là ngon rồi ấy. Không cần nhiều đâu. Nhưng có phải khi nào ăn được đâu anh em. Đây này, ván này ăn được này, ngon. Mặc dù còn thua nha. Nhưng ít ra là mình còn thắng là được rồi anh em ơi. Như ván này mình đoán cầu 1-1 đấy anh em. Ba đỏ đi. 1-1 là đánh ba đỏ nữa đi anh em. Tham lam một ván xem sao. Biết đâu nó cho thắng hay sao đúng không? Cuộc chơi mà làm sao biết được điều gì được. Nó hên một cái là lên ngay mà. Đúng rồi. Mình thấy cầu quá đẹp luôn ấy. Mình mới dám đánh như vậy chứ anh em. Cậu này cầu 1-1 nha, ngon rồi. Đấy, đó gọi là hên đấy anh em. Và khi hên cho dù hên như nào như vậy thôi anh em ạ. À. Hên có lúc thôi. Có lúc anh em hên một vài ván nhưng mà sau đó anh em lại thua một chuỗi. Là đen một chuỗi anh em. Nhưng mà có những lúc anh em thắng được một vài ván sau đó lại thua một chuỗi. Cho nên chơi gì như vậy anh em phải hiểu được rằng là khi nào đến thời điểm mà anh em cảm nhận anh em không hên nữa ấy. Tốt nhất nên nghĩ đi, đừng có tham lam. Bởi vì đánh ai chả có lòng tham anh em. Nhưng mà ai kiềm chế đó mới cái điều gọi là người chơi hay. Còn mà người chơi mà không biết kiểm soát cảm xúc thì rất nhiều luôn anh em ơi. Quan trọng là anh em có kiểm soát được cảm xúc của anh em không thôi anh em. Đấy, như ván này nó bẻ cầu đấy anh em này. Nó bẻ như thế này là anh em biết cầu gì không? Đúng không? Thì lúc đấy là gần như đang đến chuỗi xui anh em. Thì anh em sẽ làm như nào anh em ơi? Đến chuỗi xui thì anh em sẽ nghỉ một vài ván là thôi. Khi nào hên thì anh em đánh lại. Việc gì anh em phải cố đáng đánh mà. Con game ấy nó đang xui với anh em đúng không? Không việc gì phải đánh kiểu đó anh em ạ. Thật sự không việc gì phải đánh kiểu đó. Bởi đánh kiểu đó anh em thường là ra đảo luôn à. Không có chuyện ăn nó đâu anh em. Cầu chuỗi chặn là ta. 700 ván này nào. Xem sao anh em ơi. Không biết như thế nào đây. 700 mà tròn lên 10 mê luôn đấy. Nếu nó thắng. Trong nó thắng thôi nha anh em ơi. Còn nó thua thì anh em biết rồi. Thì mất 700 thôi. Ấy nhưng mà nó thắng anh em cầu chuỗi đó anh em thấy không? Mình giữ bình tĩnh mình mới đánh được như vậy chứ. Chứ ví dụ mà lúc nãy mình cứ xui xui mình cố gắng đánh. Thì lúc đấy có thể mình lại đoán ngược lại cầu 22. Sau đó nó lại về cầu 3. Thì mình lúc đấy mới có thể mình đoán cầu 33 nên. Không biết được anh em ạ. Nói chung là lúc đó không biết được.
Nhưng mà ít ra là lúc đấy là mình không nghị một ván rồi, sau đó ván sau mình thắng. Thế là điều quá tuyệt vời rồi anh em. Cần gì nhiều đâu. Ôi giời, thua lại kìa. Khó thế. Cầu 3-3 đây. Bởi trước đó là nó về cầu 1-1 thì sau đó kết thúc để chặn, là đến chặn kết thúc sau đó 3-3 đúng không? Đó là mình đoán như vậy, hiện tại đang đúng nha. Hiện tại đang đúng, như so ván này là nó đang đúng nha anh em ơi. So ván này đang đúng nha. Không biết sau đó nó có đúng không. Thì mình không biết được. Cứ đánh như thế đã. Nó thắng hay thua thì mình thấy tính sau anh em ơi. Không vội vừa. Vội dùng cái nít thôi anh em ơi. Chơi thì ai chẳng muốn vội ăn nhanh thắng nhanh. Ôi rồi đó thua đó anh em không? Mà lúc nãy cứ lên 10 mê nó lại cho xuống nha. Cho nên mình phải cẩn thận nha em ơi. Chứ không là mình cứ đến cái đoạn đó là nó lại cho xuống. Mà mình cố gắng đánh nữa thì dễ ra đảo xa lắm anh em. Rồi, sao mình đặt một mê ta? Ôi, đặt một mê 100 bên này đi. Đặt bên này 500. Đó, may mình đặt bên này 500 đấy. Không pha đã thua to luôn đấy anh em. Đó anh em thấy không? Cầu này cầu 21 21 rồi. Một mê ván này đi. Một mê ván này anh em ơi. Không biết nó cho ăn không đây. Đúng rồi. Phải như vậy chứ anh em ơi. Tuyệt vời rồi anh em ơi. Lên 12 mê đúng là đạt mục tiêu, mình ăn 4 mê. Tối đa ăn 4 mê thôi. Và mình đã hoàn thành rồi, việc gì mày chơi nữa. Thì công nhận một điều này với anh em là mình chơi nữa thì có thể mình thắng to to và to hơn nữa. Nhưng mà lỡ may thua thì sao anh em? Đúng không? Chơi tốt nhất đang thắng rồi hãy nghĩ đi anh em ạ. Nha. Thôi. Mình nghĩ tại đây thôi anh em. Bye bye anh em nhé. Thắng là ngon rồi anh em ơi, còn hơn là tham tham tí là lại ra đảo lại này thì mình mới nói là biết đường, lúc đấy mình nghĩ rồi, đường nó biết đường anh em ơi. Cô Phan cô bé này nó rất khó ăn anh em ạ. Thôi, bye bye anh em nhé.